năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi. Hay, hay quá, dạ hát hay quá ta. Đâu chú em đưa cho qua lựa vài tấm coi. Dạ, dạ xin mời. Ủa, còn có bao nhiêu đó hả? Lấy hết luôn nha. Nè nè, đếm kỹ đi, 20 tấm nè. Dạ dạ. Mua hết thì chú về sớm đó nha. Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông lắm. Bạch Lan ơi, Bạch Lan ơi, hôm nay hên quá em ơi. Hên quá, hết sớm ghê vậy đó. Vậy hả anh? Vậy mà nãy giờ em lo muốn chết hả? Em lo cái gì? Em sợ anh bán ế, em ăn bánh mì nó không có ngon. Không phải đâu, bữa nào hên á thì hết sớm, còn không hên thì cũng hết, nhưng mà hết chậm chút thôi. Anh ơi, ngày mai á anh có đi bán á, anh dẫn em theo đi, em bán phụ với anh, em cũng ca được lắm á. Hả? Em cũng ca được nữa hả? Dạ. Thôi, bây giờ hãy theo anh đưa em về cái villa của anh nha. Ê chết, anh gạt em rồi phải không? Anh gạt em vụ gì? Anh nói anh có cái chòi, sao bây giờ anh nói anh đưa em về cái villa nào? À, thì đó đó, cái chòi đó, anh gọi là cái villa, mình nói cho nó xôm vậy mà em. Cái anh đi này. Em. Nè, em nắm cái vai áo anh nè. Nhiều hơn mà anh. Ha. Hay. Hay. Nếu mà bán không hết thì mình trả lại cho nhà thầu. Ý kiến hay đó nha. À, bây giờ em biết ca, mà em ca bản gì nè? Để em nhớ lại coi nha. À, anh ơi, em thuộc lòng cái bản nhớ người yêu á. Hả? Bộ em có người yêu sao mà em nhớ vậy? Đâu có. Tại em nghe người ta hát ở trong băng hoài, cho nên em nghe theo riết rồi em thuộc lòng á. Vậy hả? Làm anh hết hồn. Ủa, sao mà anh hết hồn? Bộ anh sợ em có người yêu lắm hả? Sợ chứ. Mà không phải. Mà có sợ là sợ em có người yêu rồi kẹt cho tôi thôi. Sao kẹt vậy anh? Em nghĩ coi, hiện nay tôi bị si gà que hết bột giò, mà rủi em có người yêu á, cái người yêu của em thấy em đi với tôi á, cái nó ghen, nó đánh tôi, gãy thêm một giò nữa, có mong tôi lết luôn nữa chứ. Anh vui tánh quá à. Em nhờ anh giúp đỡ về đây, em thề với anh là không bao giờ em có người yêu nào khác. Mà anh Phước nè, nói cho vui vậy thôi, chứ thân phận đuôi mù này á thì làm gì mà có chuyện đó. Nhiều khi cũng có chứ. Tại người ta không dám nói ra chứ bộ. Bây giờ anh đờn em ca thử nha. Ừ, bây giờ anh đờn đi rồi anh tập cho em ca ha. Rồi, đợi lấy cây đờn nha. Rồi, bắt đầu em nghe thử cái tông này vừa không nha. Thử đi em, thử đi. Cái tông này kỳ quá vậy anh. Thế em ca thử em mới biết chứ bộ. Thôi anh đổi tông khác cho em luôn đi ha. Rồi. Được chưa, được chưa, được chưa? Được rồi đó anh, được rồi. Bắt đầu nha. Thức tròn đêm nay để nhớ thương anh, em nghe tình yêu thức dậy trong lòng, nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu yên. Biết giờ này anh có nhớ em không? Sương rơi lạnh căm cánh vập lên đêm. Đến từng một thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ
trọn đời yêu nhau, chớ đừng giận hờn nhau nhé. Anh ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp em lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Hay, em ca hay quá. Thôi đi, anh kiêu ngạo em phải không? Thiệt anh không ngờ đó nha. Anh nói thiệt mà, cái giọng ca của em giống hệt như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy nha. Hay thiệt đó em. Anh này, anh lại kiêu ngạo em nữa à. Nè, anh ơi, bây giờ anh dẫn cho em đi bếp suối. Em biết chỗ nào là bếp nấu nướng đi anh. Đặng trong lúc anh đi lãnh vé số á, ở nhà em lo công việc hết cho. Không có được đâu, em lọ mọ rồi trợt chân té chết. Ở phía sau nhà là hố không đó. Không có sao đâu mà, em mù vậy chứ. Anh dẫn em đi một lần thôi là em thuộc hết hà. Rồi được rồi. Để sáng mai rồi anh dẫn em đi ha. Bây giờ tối rồi, em ngủ đi cho khỏe nha. Nhưng mà em ngủ ở đâu? Em nằm trên giặt tre nè. Còn thì anh ngủ ở dưới đây được rồi. Đây nè, ưu tiên cho em nè, mền nè, đắp đi cho ấm để em thu lạnh đó, nghe chưa? Ê, anh Phước à. Ơi, cái mền đây hả anh? Cái mền anh mới mua đó. Sao mà nó lủng hai ba lỗ vậy? Ê trời đất ơi, sao nó còn có cái mùi gì nữa anh ơi? Hồi mua tới giờ đâu có giặt. Ủa, sao anh nói với em là anh mới mua? Cái mền nó mục rách như vậy mà anh nói mới mua. Cầu một năm chưa giặt nữa à. Đâu có dữ vậy em, mới có 4 năm à. Hẹt chi. Thôi được rồi, tảng sáng mai đó anh dẫn em đi xuống suối đi, rồi em giặt luôn cho. Sao cũng được. Bây giờ em ngủ đi nha. Em ngủ đi, anh hát cho em ngủ nghe. Anh làm như em còn con nít vậy á. Không phải, tại anh đang dợt cái bản ca mới này, sẵn dịp cũng như là anh hát cho em ngủ vậy thôi. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngọn nến bừng lên trong đêm, là lúc mình thương nhau thêm. Đừng có buồn chi nghe em, thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, hãy quên bao nỗi niềm ngủ yên. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, dù tiếng người xa chan chan, đừng đắm hồn trong miên man, đừng nghĩ tình yêu ly tan. Thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, xót thương chỉ những ngày dư gian. Anh Phước à. Ủa sao em chưa ngủ? Làm sao mà em ngủ được? Sao vậy em? Anh ca bản nhạc này làm như anh có tiên đoán một điều gì, làm cho em trăn trở, em ngủ không có được. Đâu có tiên đoán gì đâu, bản nhạc này người ta đặt như vậy nên anh ca theo thôi, chứ đâu có ẩn ý gì đâu. Anh Phước à, sương xuống lạnh, chắc là đêm đã khuya rồi. Anh không lạnh sao? Cái lạnh ngoài da đâu bằng cái lạnh trong lòng. Thôi, anh không ca nữa đâu. Em ngủ đi. Không, em không ngủ được đâu. Ngày và đêm đối với em không có ý nghĩa gì. Nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ thấy một màu đen bất tận. Tội nghiệp cho em quá. Nhưng em đừng tuyệt vọng, vì biết đâu sau này sẽ có một bác sĩ nào đó trị cho em sáng mắt, rồi em và người ấy sẽ yêu nhau, em sẽ có hạnh phúc mà. Rồi lúc đó anh ở đâu? Thì anh
vẫn ở chỗ của mình, tức là vẫn sống kiếp sống phong trần, không nhà không cửa. Không, em không muốn có hạnh phúc nếu như em không có anh. Nhưng lúc đó em sẽ không nhận ra anh đâu. Bàn tay của em sẽ nhận ra anh mà, khi em nắm bàn tay của anh. Nhưng giữa sự cảm nhận bàn tay và ánh mắt, lúc đó rất là khác biệt. Có khi lúc nhìn thấy được rồi, em sẽ không dám nắm tay anh nữa đâu. Vì sao em biết không? Tại sao vậy anh? Vì anh xấu lắm. À mà thôi, khuya lắm rồi, em ngủ đi em. Anh à, nhưng mà anh chưa có nói hết tâm sự của anh cho em nghe. Em à, em phải nghe lời anh, ngủ đi. Ngủ đi mà, nghe lời anh đi em. Từ khi gặp gỡ rồi thôi thế, mắt nhìn bỡ ngỡ môi chưa nụ cười. Thế rồi đôi ngã đôi nơi, mơ đề mà mơ thế thôi, nào ai biết ai hay chuyện đời. Tình yêu là thuốc làm tan vết thương, anh sẽ ru em giấc mộng bình thường. Thêm thường nhịp thở tim em, chúng mình càng thương nhớ thêm, dìu nhau đến cuối trời tình nghĩa. Bạch Lan, em nói thế là có nghĩa gì? Có khi nào anh tưởng tượng rằng trong bóng đêm bất tận, em đã âm thầm nhóm lên một ngọn lửa tình yêu. Bạch Lan, Bạch Lan ơi, anh thương em với tình thương chân thành trong tâm tường. Nhưng tình thương ấy là tình thương của kẻ đồng chung chi hương. Sống kiếp cô đơn, không nhà không cửa, không có niềm hy vọng, thì làm sao thụ hưởng được chuyện ân tình. Anh rất thương em, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của đôi mình, thì bất hạnh bị mù lòa đôi mắt, còn anh thì bị hình phạt mang hình dạng xấu xa. Mình là hai kẻ không mẹ không cha, nhưng tình cảm của chúng ta thật là cao quý. Những áo giọng tình yêu nó xa muôn trùng vạn lý, muốn có hạnh phúc tương lai anh thấy quá thăm thẳm xa mờ. Sao được, vì em là kẻ đuôi mù. Cũng tại em không biết phận của em. Trời ơi, biết yêu là bắt đầu biết buồn, mà biết yêu là em đã ghi câu cổ mà. Bạch Lan ơi, chắc em đã hiểu sai lời nói, chớ tâm trạng của anh là tâm trạng rất chân thành. Muốn nói tiếng yêu em, nhưng miệng cũng thốt được nên lời. Ôi qua công lại che lấp người em đôi mắt, làm sao em thấy tàn mặt thân thể con người anh. Đừng yêu anh vì anh làm kẻ dị hình không xứng đáng. Thôi từ đây chữ yêu hai ta đừng nên dương dấn, hãy trở lại như ngày mình mới gặp. Chúng ta chỉ là đôi bạn đồng hành.